Xin chào. Chào mừng quý khán giả đã quay trở lại kênh Đồ Gỗ Hướng Mai. Kính chúc quý khách luôn luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Hôm nay Ngọc Anh và mẹ Mai sẽ giới thiệu cho quý khách một bộ bàn ghế bàn gỗ mun Louis mẫu hoàng gia rất là đẹp và sang trọng, lịch sự, rất là quý tộc. Chào mừng quý khách đã quay lại trên kênh Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai. Công ty Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai thì đã làm rất là nhiều các bộ Louis rồi. Tuy nhiên là cái bộ này thì nó rất là quý tộc hơn những cái bộ khác bởi vì cái độ cong cũng như là độ dày, độ rộng của cái bộ Louis này đã đục hoa hồng, rất là cẩn thận, rất là kỹ càng, rất là chắc chắn và kiểu dáng cũng hợp lý. Khi mà đặt để trong nhà thì với 10 ghế, một bàn, quý khách sẽ kê được ở trong những căn phòng, bàn của nó rất là rộng, dài 2m55 hay 2m7 mấy, không? 2m55, rộng 1m07, phòng khách của quý khách thật là to, thật là dài rộng thì sẽ kê được bộ này. Bộ này là một trong những bộ đẳng cấp, kể từ ghế đến bàn. Nó vô cùng đẳng cấp, rất là đẹp, từ các đường nét đến những cái chiều dài rộng của bộ bàn ghế. Nó nói về cái khôi phục lại cái thời kỳ hoàng kim của ông vua Louis, nên là từng các cái nét đục của nó thì đều rất là đẹp. Nó cũng lại lãng mạn nữa, bởi vì ngoài cái ghế ăn ra thì nó được cài bởi 6 cái bông hoa hồng. 6 cái bông hoa hồng nó đẹp, hoa hồng của Pháp, trông nó rất là lãng mạn, rất là đáng yêu, rất là chắc chắn nhưng mà lại vô cùng là chân quý. Được những người nghệ nhân làm rất là cẩn thận, kỹ càng. Rất lâu mới xong được bộ bàn ăn này. Ghế cũng thế, khi mà đặt để vào trong bộ bàn ăn, mua cả cái bộ Louis của nhà Hướng Mai nữa, to đùng cách mạng ở phòng khách, mà mua thêm được cái bộ này thì nó thực sự là quý tộc, không có gì có thể so sánh được. Hai cái bộ đấy kết hợp vào thì nó tạo cho cái tòa lâu đài đấy, cái căn nhà đấy là một cái dáng vẻ rất là quý tộc, nhưng mà nó lại có một cái gì đấy rất là có chiều sâu, càng nhìn lâu càng đẹp, mà nó thực sự là có sức hút, nó có cái sức mạnh của cái quyền lực rất là sang nhưng mà lại xịn. Kê vào trong nhà thì đúng là không thể có cái gì mà có thể tính được, rất là VIP, vô cùng là giá trị, chắc chắn, bền, quý và đẹp. Và bộ bàn ăn này thì năm nay công ty đã làm được 2 bộ, năm nay bắt đầu có 2 bộ để có thể bán với quý khách. Còn lúc trước là chưa có mẫu này. Mẫu trước là nó bị nhỏ hơn một chút. Mẫu này thì đã được cải tiến mới. Và cái mẫu mới cải tiến này thì bộ này là bộ đầu tiên. Tuy nhiên là sắp sửa xong một bộ nữa, tức là có 2 bộ. 2 bộ theo mẫu mới, dáng vừa đẹp, vừa quý, vừa giá trị. Và vô cùng là chắc chắn, cẩn thận. Khi mà có được những cái bộ bàn ghế sang trọng này, quý khách sẽ bày đặt, nếu như mà mua được cả một bộ Louis của Hướng Mai nữa thì khi kê vào trong nhà nó sẽ complex, nó đẹp lắm. Ngọc có thấy đẹp không? Con thấy bộ này những người nghệ nhân đục rất là tỉ mỉ, chi tiết và không có một chút rác nào và rất là đẹp. Đúng rồi, gỗ nó rất là giá trị, gỗ của Lào được chọn gỗ và vô cùng là đẹp. Phòng ăn to, nếu mà có phòng ăn to thì kê vào đẹp, mà không có phòng ăn to thì có phòng thông nó sẽ cũng rất là đẹp, thông từ phòng này sang phòng kia. Và Hướng Mai cũng như là Ngọc Anh xin gửi niệm lành, lời biết ơn, lời chúc sức khỏe tới toàn thể gia đình quý khách một năm mới an vui, hòa hợp, bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin được trân trọng biết ơn quý khách. Cảm ơn quý khách đã luôn quan tâm và theo dõi các sản phẩm của Đồ Gỗ Hướng Mai. Nếu quý khách có nhu cầu thì hãy tới với số 1 Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh, công ty Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai, hoặc có thể gọi điện vào số 0912 298 044 hoặc 0972 514 668. Cảm ơn và chúc quý khách một năm mới an khang, thịnh vượng, thành công, bình an. Xin trân trọng cảm ơn. Xin chào.